Anh Nguyên mời các bác cắm tay phone nhá, nghe tiếng bát nó buông, tiếng bát nó thả, giải lời nó vẽ và tiếng tép oánh. Còn mà gặp PV cao cấp đến từ Mỹ, có model là DTH-4215, dòng bố số, thùng gỗ, sơn sần nhựa, sấy 2 bát 40, từ 2 qua 100 và một tép kẹp khổng. Tôi cho bác nữa nhá. Thì đây là bản Limited của Mỹ, hãng PV, nó chạy đua với hãng như bây giờ, với cái mã như 473, 12, 473 ấy thôi nhá. Rất hay, tép bánh hay hơn như bây giờ. Âm vực rộng, lời khoáng. Thì dòng loa này bác chơi được quán cà phê, phòng trà, ngoài trời, sự kiện, trong nhà, mỹ mãn thôi nha. Điều hành nguyên sáp đồng bộ thì không chịu được. Hay quá, không có sút được bạn nhá. Điều rất hay. Và mùa xuân quên mặc áo mới. Đây là em đã đánh vào ngoài 24 triệu. Hẹn hò xa xứ còn nguyện tất cả. Không chịu được. Hay quá. Dành cho bị đổi dậy cao nhá, lên tới 140 cm, rất dễ ghép đẩy. Dù sao anh cũng này nghèo đã mà hiếm lắm. Mộng xuân đã chín đỏ, bàn tay nâng niu hoa cúng, bàn tay niu hát giọt. Hay quá. Loa đẹp để kính con một nhá. Đấy. Đấy. Hồng nó sâu lắm. Con này rộng là 48 nhá, sâu 74, cao 1m18. Đây em đã ghép cái bộ 24 triệu này. Đấy, quánh này. Hai kênh để sút cho bánh nhá. Đấy thoải mái luôn này luôn. Ví dụ là bộ 24 triệu, 40 triệu, 64 triệu luôn nhá. Bên phải 2 triệu và sau 2 triệu. Không hay hơn được. Quá phê luôn. Tôi còn sút nó vào ở đỉnh cao nhá. Lời tình đông đưa. Bây giờ phần 2 em quay lại thất anh em xem nhá. Điện tử Hành Nguyễn xin mến chào đại gia đình đam mê âm thanh và yêu chất âm của loa PV nhá. Thì trong clip ngày nay, Hành Nguyễn lên sóng giới thiệu đến bác về một cặp loa PV VIP Pro. Đây là một dòng loa được sản xuất tại Mỹ, do Mỹ, phiên bản limited, tức là phiên bản giới hạn nhá. Thì dòng loa này có model là DTH-4215. Một dòng loa sở hữu 2 bát 40 từ cối, tức là từ 22-100. Và một tép cối cũng từ 22-100. Thì dòng loa này, thực ra bác nhá, hãng Biway là nó chạy đua với dòng JBL. Ví dụ như các mã nhà 4733A, 4733X. Thì dòng loa này nó ra để chạy đua. Với Biway thì thực ra bác là người Mỹ người ta rất yêu quý và tin dùng. Bởi vì cái chất lượng âm thanh đó thì cực kỳ tuyệt vời. Nó sâu sắc, nó mạnh mẽ và nó chi tiết. Đôi loa này thì các bác có thể chơi được phòng nhỏ, phòng to, tùy thôi nhá, đều được cả. Đánh được quán cà phê, phòng trà, nghe nhạc, rồi là ngoài trời, trong nhà. Đánh được không gian nào ok. Đánh ở nhỏ thì bác có thể setup tốt nhá, thì cực kỳ hay. Nghe nhỏ nó vẫn chi tiết, nghe to nó vẫn là đã, và nghe giữa là cực phê. Thì đợt trước em về là một cặp nhá, về lên sóng là các bác cái chốt cây. Và hôm nay rất là may mắn em về thêm một cặp nữa bác nhá. Thì dòng loa này nếu mà bác nào có nhu cầu thì chơi ngay nhá, bởi vì nó không có bác nhá, hiếm lắm, không có nhiều nhá. Thì dòng này nó là thùng gỗ sơn sần nhựa. Đấy. Rất là đẹp nhá, thiết kế hình thang cân. Và thùng rất là sâu bác nhá. Rộng 48. Cái độ rộng này nó bình thường bác nhá. Sâu 74, tức là cái độ sâu của loa thì nó cao bằng cái loa như là 55 kia. Sâu 74 bác nhá. Cao 1m18. Em nói lại kích thước nhá. Rộng 48, sâu 74 và cao 1m18. Đấy. Thùng gỗ và sơn sần nhựa. Cái loa của em thì lúc nào lét căng quá nhá. Đấy, lét căng luôn. Tất cả thùng thành đẹp nhá, zin mới đẹp. Chuẩn. Cái này bác mà chơi quán hát này, quán cà phê hay gia đình thì đúng là đẳng cấp thời đại nhá. Này, hỗ trợ hai cổng vào nhá. PV DTH 4215. Thì trước em về một cặp thì các bác trên Hà Nội mua rồi. Hôm nay về một cặp lỗng nhá. Công suất con này thì nó rất là rộng nhá. Rất là rộng luôn. Để em nhìn này, 80W này,
À đây tép. Đây tép nhé, đây công suất của nó tổng đây. Tổng của nó là 600W. Mà lớn nhất là 1200 nhá, 8V. Độ nhạy rất cao, chưa được bi am và full run. Full run là chơi cả tép và bát nhá. Bi am là chơi riêng biệt giữa bát và tép. Đấy, bi am là vậy. Và đời này nó chỉ rất là mỹ nhá, không thứ hai. Made in Lucia. Và bi am về được một cặp duy nhất thôi nhá. Duy nhất thôi, không nhiều đâu. Và cũng về cũng quay kỹ càng cho các bác. Các bác nào cảm thấy nó hợp với cái cách chơi kiểu chơi mình, alo sớm với em nhá. Về Tết bạn. Đặc biệt những bác ở trong miền Nam ấy thì muốn chơi chơi sớm nhá, đừng chơi muộn quá là không có thời gian chuyển hàng quá nhá. Đấy. Em sẽ quay về cái cổ tép nó bác nhá. Cổ tép khủng. Tép này gọi vua tép rồi. Đúng không ạ? Con này thì bác nhìn này. Đây này tép này. PV 41XT 8V bác nhá. Nó quá to luôn, sản xuất tại Mỹ. Đây là gang nhá, úp chặn là gang này. Đẹp cóng cộng luôn. Như mới nhá. Cái đời này để cháy tép thì khó hơn dời xanh, chỉ cố tình làm cháy thôi chứ không cháy được. Chassis mới cóng thôi nhá, có cả cao su lọc bọc từ đây thì về bên này từ 2 có 100, to như cái lón đấy. Con tép cũng đẹp này, chassis sang cóng. Em mở kỹ ra những cái dầu ạ, zin đét nhá. Đây là cái dầu làm mát côn thôi nhá, đét này đẹp luôn đúng không ạ, cột đét đẹp nhá, có uy tín chưa ạ. Quay kỹ càng này anh em có nhu cầu chốt là ok nhá, em không phải quay lại em có một đôi thôi đấy. Đẹp 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 bác nhá. Bát đây thì cái đời này có hai đời bát với một đời xương cong một đời xương thẳng, con này xương thẳng luôn nhá. Bát 40 từ 2 con 100, gân độ tầm dầu này đấy, màng cực kỳ đẹp và dài nhá, dài rách luôn. Con này độ bền cơ học thì rất là cao bác nhá, đấy rất là cao luôn. Bây giờ em đã vệ sinh sạch sẽ lắm rồi bác nhá, chỉ chơi thôi bác nhỉ. Chassis mới cống rồi, đúng không? Cái này thì chassis mới cống và còn nguyên cả cái cao su bọc từ đây. Đấy, bên em về là cứ phải cẩn thận mới nhá. Chi tiết này này, mới nhìn chưa? Chi tiết này nhá. Ôi giời ơi, lặng trịch quá nhá. Đẹp lung linh, không tì vết. Đấy, đồ này nghe nhạc đã quá nhá, đã lắm đấy. Phân tần nó thì kinh khủng luôn mới này. Trắng bạc quá nhìn chưa? Đây. Rất nhiều biến áp nhưng cái này nó nhiều biến áp, cái này nó sâu quá luôn, khó sờ vào này. Đây bật đèn đây. Đấy, rất nhiều biến áp to bự quá này, vật vã biến áp này. Lùng quanh máy này. Đấy. Dây PV đặc trưng riêng rồi. Cứ cho xoắn vào nhá. Thì bác là nhu cầu về cặp loa nhá, liên hệ với em. Theo số máy 0936 583 140. Giá em đưa ra là 40 triệu nhá. Đấy bác nào nhu cầu chốt ngay nhá. Không có nhiều bạn, chỉ có mỗi đôi thôi. Đợt trước thì em về một đôi bán ngay rồi. Còn đôi này bác nào mà có nhu cầu thực sự thì chốt ngay nhá. Bởi vì khéo khi nhá, lúc có tiền mà chưa chắc đã mua được, đúng không? Lúc thì có tiền không mua được mình không có loa. Lúc thì không có tiền thì có loa. Đấy, nhiều lúc lại vất vả thế. Thì bác nào mà đang có nhu cầu có tiền muốn chơi thì em nghĩ là chốt ngay em nhá. Đôi loa phải đẳng cấp, hoành tráng, 4 số. Con này DTH đời 4 số BB em nhá. Chạy đu với hãng JBL. Đấy, và muốn bộ hát thì ok nhé. Bộ hát thì bác ghép đúng cái bộ ngoài nhá. Cái bộ này nó là 40 triệu, còn bộ ngoài này 27 triệu này. Đấy, con này để sâu túc của Mỹ, BA 104, vang số, micro, thì em được sát tại chỗ, bác thì không chịu, bác hay lắm. Đấy, con nào nhu cầu alo cho em nhé. Anh muốn chào các bác.